Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Lạ là hôm nay đi chợ tôi hết đồ ăn rồi. Ủa trời, ủa? Đâu ra chắc nhà mình có em bé này, dễ thương vậy. Từ từ để xem. Ui, em bé am âm u. Ủa cái gì vậy? Ai lại bỏ em bé chắc nhà mình vậy mà lại là am u đó chứ. Trời ơi, thương nha, đừng khóc nha. Ui, cái gì mà lạ vậy trời, giờ sao đây? Kiểu này chắc là hỏi phong tửng quá à. Cái gì trời? Phong ơi, Phong ơi. Nè, heo con ơi, ăn cho nhiều vô nha. Ăn cho nhiều vô để mau lớn rồi anh làm thịt mấy đứa nè. Ủa cái gì? Thiên tai lũ lụt cái gì, sáng giờ tôi có thấy cái gì đâu. Tôi đang đứng ở đây để cho mấy bé heo của tôi ăn nè, để mau lớn rồi sắp tới tôi còn làm thịt nữa. Trời ơi nhìn thèm quá. Trời ơi, tưởng cái gì, bây giờ nhanh lên qua nhà tôi có chuyện gấp phòng ơi. Thử nhanh không có nhiều đâu. Rồi để xíu nè, mấy bé heo tự ăn đi nha. Đó, ok, rồi để qua coi chuyện gì vậy. Rồi từ từ, để tôi qua. Ok, chuyện gì, đâu, chuyện gì, có chuyện gì. Chuyện này nè, wow, trời ơi, em bé A mông u, trời nhìn dễ thương quá vậy. Trời, đúng lúc ghê luôn á, tôi đang cần nuôi con thú cưng nào nhìn dễ thương quá. Bà mua ở đâu vậy, chỉ tôi với. Ông không nghe, tự nhiên nuôi cái gì, đây là có người nào bỏ trước nhà tôi chứ ai thèm mua, tự tôi nó có mua đâu. Ủa gì hả, ủa nhưng mà khoan từ, tại sao không để trước nhà bà là em bé bình thường mà lại để là em bé A mông u ta. Nhưng mà thôi, nói chung mà nhìn nó cũng thấy tội nghiệp quá à. Giờ bà tính sao? Trời ơi, sao tôi biết được, tôi bận nuôi bông mấy cam rồi, nó có thời gian không nuôi em bé này đâu. Bây giờ ủa? Sao đây nè. Vậy bé này bỏ. Vậy chẳng lẽ giờ bỏ rơi em bé này tội nghiệp nó đúng không? Trời ơi. Giờ sao? Bây giờ tôi nghĩ á, ông là người rảnh nhất, bây giờ ông nhận nuôi đi. Tôi nghĩ vậy hợp lý rồi đó. Nè, đừng có tào lao nha. Ở nhà của tôi mặc dù tôi không có nuôi cái con gì hết, nhưng mà tôi sống một mình thôi à, không có nuôi được đâu. Chứ bây giờ mà ông để đây cô đơn mình rồi nó buồn đó. Giờ sao? Chịu đó. Rồi thôi được rồi. Vậy thì để tôi ở nhà, tôi cũng có mấy cái đồ của tôi lúc nhỏ, để có gì tôi đem ra tôi nhận nuôi nó cho. Rồi để xíu nha. Ây, tội nghiệp thiệt luôn á trời. Hey, để coi chuẩn bị nhiêu đây là đủ chưa ta. Đồ chơi lúc nhỏ của mình nè, rồi cái nôi lúc nhỏ của mình nữa. Đấy, kiểu này là có thể nhận nuôi được em bé A mông ú siêu dễ thương cute đáng yêu rồi. Hợp lý. Rồi ok, để đi ra ngoài rước em bé về nuôi coi ha. Ăn đi con ơi, ăn nhiều vô, nhiều thịt lắm. Trời ơi, cái gì vậy? Sam ơi, mấy con heo của tôi đâu hết rồi? Heo không hả? Ở đây nè, mày heo không nè? Nguyên sách hả? Cái gì vậy? Trời ơi, sao tự nhiên mấy con heo của tôi tiện bà nướng hết mấy con heo của tôi lên làm gì vậy? Trời ơi, ông thông cảm đi nè, cái nè, em bé em ú đói quá, bây giờ tôi không biết cho nó ăn. Ủa? Cái gì mà tự nhiên tôi thấy đúng heo, trời ơi, tuyệt vời, tôi giết hết. Trời ơi, cái bà này vô duyên quá à. Bà muốn cho em bé A mâm ú của bà ăn thì bà kiếm đồ ăn, kiếm sữa vậy cho nó uống. Chứ tiện bà qua bà giết heo của tôi bà cho nó ăn. Mẹ, trời ông thấy không? Con nhảy ra, nó còn nhảy ra. Trời, nó còn nhảy ra kìa trời ơi. Nó không uống sữa được, nó ăn thịt hả? Thấy giờ nó nhìn nó khỏe vậy. Ồ, nó vui vậy, sợ vui thì chưa. Trời ơi, bé heo của tôi. Thôi ơi, được rồi, nói chung là tôi tính nuôi bé heo tôi ăn. Bây giờ lấy cho em bé A mâm ú ăn cũng được. Mà sao nó ăn nhiều dữ vậy, nó ăn lần hết 4 con heo của tôi luôn á. Gì ghê vậy? Tụi ai biết. Trời, chắc là nó đang tuổi lớn á Phong ơi, thông cảm đi, tụi đang lớn. Đó, những nuôi mà. Thôi được rồi. Nếu mà vậy á thì A mâm ú á, con còn đói bụng không? Hả? Con hả? Ui nó gật đầu kìa Sam ơi. Thôi ơi, được rồi. Vậy đợi anh xíu nha, để anh vô nhà anh kiếm đồ ăn cho em. Trời ơi, nhận nuôi nó tốn tiền, tốn đồ ăn dữ á trời. Rồi để vô nhà kiếm đồ ăn cho nó coi. Rồi, ok. Cuối cùng thì tôi cũng chuẩn bị xong cái bàn đồ ăn cho em bé A mâm ú ăn rồi. Trời ơi, chuẩn bị nguyên cái bàn đồ ăn to đùng như thế này nha. Mà ăn còn không no đó là chịu luôn á, đúng không em bé A mâm ú? Gật đầu cho anh coi coi. Gật đầu coi. Đó, nó gật đầu các bạn. Nó khỏi lắm. Thôi được rồi. Chừng này nó ăn không hết đâu. Tôi nghĩ dư nhiều á. Rồi. Cải đi, mình có nhiều đồ ăn thì cho em bé ăn nhiều thôi. Đó, đây có heo quay nè, trái cây nè, bánh kem, bánh ngọt đủ thứ hết. À quên, từ từ. Quên mất, tôi chưa lấy nước cho em bé uống rồi. Em bé đợi anh xíu nha. Đây, để tôi vô tôi lấy nước cho em bé A mâm ú uống nha các bạn nha. Đây. Đó, bánh ngọt với, cho tôi uống với nè. Rồi, đợi xíu. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì mà, ủa cái bàn đồ ăn của tôi đâu mất tiêu hết rồi. Ủa trời, mấy đồ gì mà sao đẩy tôi đi quá trời đồ mà sao vậy? Ủa trời ơi, đừng có nói là em bé A mong muốn ơi, đừng có nói là em ăn hết đống này nha em, đừng có nói vậy nha. Trời ơi, Phong ơi, tôi nghĩ đây phải em uống không ơi, đây là xanh chóng rồi Phong ơi, ăn gì mà dữ vậy.
Thôi, chắc không sao đâu. Chắc là em bé này ăn cùng lắm là ăn hơi nhiều xíu thôi. Tôi nghĩ chắc không sao đâu ha. Thôi được rồi, em bé ăn mú. Vậy thì từ nay anh nhận nuôi em nha, được không? Hả? À, được rồi, rồi ok. Khỏi quá, chịu khỏi luôn. Rồi, ok, vậy ra ok. Không biết rằng liệu rằng là mình sẽ nuôi được em bé Amumu này bao lâu nữa đây. Nhưng mà thôi, nói chung là ăn cũng hơi nhiều. Nhưng mà thôi, chắc là cũng nuôi được. Có lên trời, trời cao không có thấu. Thấu à, trời ơi, buồn quá mấy bạn ơi. Sau một tháng nuôi em bé Amumu thì bây giờ tôi đã nghèo luôn rồi. Mấy bạn nhìn đi, tôi với Sammy nè, mặc đồ rách rưới, nhà cũng không có để ở. Tôi phải bán nhà để tôi nuôi nó. Mấy bạn coi nè, giờ nó mập hơn tôi luôn mày ơi. Giờ nó bự, vậy sao bự luôn à. Biết về hồi trước tôi không nuôi nó, tôi bỏ nó đi rồi. Bây giờ nhìn nhà nè, tan hoang cửa nhà. Đâu rồi, có giờ được, sao đây? Đâu có được. Chúng ta đã đồng ý nuôi em bé Amumu rồi thì chúng ta phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nó, không? Nhưng mà tôi đâu có ngờ là nó ăn nhiều đó mà nó mập như thế này. Rồi tôi phải bán nhà, tôi mua đồ ăn cho nó luôn đâu. Ơi Sam ơi, bây giờ tôi thấy cái này là không được rồi. Nhà của tôi cũng bán, máy tính của tôi cũng bán. Giờ tôi không có máy tính để quay video cho bạn fan xem thì làm sao mà được. Hey, thôi được rồi, bây giờ để có thể nuôi nó thì chắc là tôi với bà phải đi làm kiếm tiền, để kiếm tiền chuộc lại nhà, mua lại máy tính với lại nuôi nó ăn thôi. Chứ nó ăn kiểu này tiền đâu mà chịu nổi, đúng không? Chứ sao giờ, kiểu này phải kiếm công việc nào làm thôi. Chứ kiểu này mình nghèo sơ, nghèo xác. Trời ơi, khổ quá. Tất cả mấy bạn nhìn đi, cái bụng của nó bự như thế này nè, cái người của nó mở không nè, là do tiền của mình bỏ ra để nuôi nó đó. Bây giờ mình hết sạch tiền rồi, chẳng lẽ giờ bán nó lấy tiền chuộc lại nhà trời. Mai mua bự vậy. Ừ, không ai thèm mua luôn á. Ok, thôi được rồi. Hay, Sam ơi, bây giờ tôi với bà đi kiếm việc làm gì đó để làm kiếm tiền nuôi nó đi, chứ chịu không nổi đâu. À, mong muốn. Chứ sao? Ở nhà nha con, không được đi đâu nghe chưa? Ở nhà nghe chưa? Rồi, để anh chị đi làm kiếm tiền. Mà cái nhà cần gì, cái nhà đâu cần canh đâu, để có ai thèm lấy đâu trời. Ở đi đâu chơi cũng được đây coi. Đâu có ai thèm lấy cái nhà của mình, nhưng mà kêu nó ở nhà không thôi, lại qua nhà người ta nó ăn ké nhà ta nữa, người ta chửi mình nữa không được đâu. Ôi, thôi đi đi. Đi lắm, đi đi nhanh nhanh lên, trời ơi nghèo quá rồi. Rồi, ok bạn ơi, và hiện tại thì mình với Sammy đã đi được đến cái chỗ để bọn mình có thể làm việc và kiếm tiền ở đây. Yeah. Hey, để nuôi được cái em bé Amumu thì thật sự quá là mệt mỏi luôn bạn ơi, cho nên phải kiếm tiền để có tiền cho em ấy ăn hàng ngày nữa chứ. Rồi được rồi, Sammy đi theo tôi. Hey, cái công việc mà ngày hôm nay mình với Sammy sẽ cùng nhau làm đó chính là mở một cái quán ăn để bán đồ ăn mấy bạn ạ. À, như bạn đang thấy ở trên đây nè, đó có rất là nhiều đồ ăn đang chảy qua luôn nè, nào là cà chua nè, thịt nè, rồi bơ nè, rồi bắp, rồi đủ thứ hết trơn á. À, nói chung là gì sầu riêng đó. Sầu riêng rồi, mắm tôm gì thì để làm cái món này á sẽ rất là đơn giản thôi. Như bạn đang thấy ở đây là mình đang có mấy cái nồi nè, đó thì nhiệm vụ chúng ta sẽ lấy đây. Ừ, đúng rồi, chúng ta sẽ lấy thịt nè, lấy nhiều thứ vô. Ok, lấy hết tất cả mọi thứ nè. Rồi sớm ta sẽ đem qua bên đây, bỏ trong cái nồi này và nấu một cái nồi lẩu thật là to. Đấy, thấy không, nguyên một cái nồi lẩu. Wow, sao nhìn ngon quá nha. Ok rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây mình lấy tiếp lấy thật là nhiều đồ ăn luôn đó. Rồi đem qua đây bỏ vô cái nồi tiếp. Sammy phải bỏ trong cái nồi của Sam chứ, sao bỏ cái nồi của Phong được. Đây rồi, tôi bỏ vô rồi, nồi tôi đó. Đây là cái nồi của Sam nè. Sam là Sammy đi làm để kiếm tiền phụ mình để nuôi em bé Amumu luôn nha các bạn nha. Chứ mình làm mà không nổi. Bé Amumu ăn dữ quá mà, trời ơi là trời. Ok đó, rồi bây giờ đem qua bên đây, rồi bỏ vô trong nồi tiếp đó. À, còn thiếu, mình sẽ lấy cho mình thêm cái gì ngon ngon không ta coi. Ớt nè, ok, lấy ớt đi. Đó, ok, lấy ớt bỏ vô. Lấy nhiều vô. Đó, quá ngon luôn. Và sau khi mấy bạn nấu xong chín đó nha thì cái đồ ăn nó sẽ ra như thế này nè. Mấy bạn sẽ lấy được đồ ăn đó. Và bây giờ mình lấy đồ ăn rồi, chúng ta sẽ làm gì nữa? Ôi trời ơi, thơm quá. Không phải chúng ta sẽ ăn đâu nha các bạn nha, và chúng ta sẽ đem qua bên đây và chúng ta sẽ bán cho cái ông chủ nhà hàng ở này. Đó, chúng ta sẽ được tiền nè. Quá là đơn giản luôn. Lấy tiếp đồ ăn nè, đem qua đây bán cho ông chủ tiếp, bán tiếp đó. Đây tôi đang nấu nè, nấu quá trời luôn. Đang đợi. Nấu xong chưa? À đây còn 3 giây nè. Ok, lấy rồi đem qua bên cho ông chủ nhìn đi. Tôi nè, nửa cung da chánh nè, nhìn nè, đó, súp gà. Ngon chưa? Ngon dữ vậy ta. Rồi ok, đem qua cho ông chủ đi. Ông thử coi có nó còn mặn không? Thử. Ok, thử miếng à. Wow, trời ơi. Tôi ăn mà cái đầu của tôi nằm trên dĩa đồ ăn luôn, ghê thiệt. Wow. Nhưng mà ngon nha, ngon nha. Ok. Rồi, tôi đi bán nè. Đó, bán ông chủ nè, đó, đưa tiền cho tôi. Rồi, có tiền rồi. Rồi, có tiền rồi. Đây, cái nồi này của tôi mới là nồi to nè. Đấy, nguyên một cái dĩa đồ ăn luôn. Đem qua bán cho ông chủ tiếp. Đấy,
rồi ok. Đó, nói chung là nhiệm vụ của mình với Sammy là như vậy á, cứ nấu ăn và sau đó đem bán cho ông chủ vậy thôi. Và như các bạn đang thấy ở trên hiện tại là mình đang có 145 vàng đó. Và nhiệm vụ bọn mình là phải kiếm được 100.000 vàng thì bọn mình mới có thể chuộc lại được nhà được. Cho nên là bây giờ á, mình với Sammy sẽ dành ra 3 tháng để làm việc ở đây kiếm tiền nha các bạn nha. Thôi làm việc thôi. Cố lên Phong ơi, chứ okay. Sao giờ? Thôi cố làm việc chăm chỉ thôi, giờ biết sao, lấy đồ ăn nè rồi đem qua đây nấu tiếp. Chăm chỉ thôi chứ giờ sao giờ? Ok mấy bạn ơi, và vừa rồi thì mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã đi làm việc và kiếm tiền để có thể chuộc lại nhà của bọn mình rồi. Trời ơi, sau 3 tháng cố gắng vất vả thì bây giờ mình cũng đã có được tiền rồi các bạn ạ. Quá trời kim cương luôn. À mong muốn à, vậy là bây giờ anh cũng có tiền để mua đồ ăn cho em rồi đó. Em có thấy vui không? Hả, vui không? Trời ơi vui, các bạn nhảy tưng tưng kìa, gật đầu. Rồi ok, ok. Vậy bây giờ mình với Sammy chuộc lại nhà để còn có nhà quay video cho các bạn xem nữa chứ. Trời ơi, chứ lâu mà không ra video. Rồi đi nha Sammy, đi đi đi. Rồi, về nhà, về nhà. Anh nhớ à, nhà mà ơi. Đi theo anh chị nè, đứng ở đó làm gì vậy? Qua đây, qua đây. Rồi ơi, con này mập quá đi không nổi em ơi. Nó ăn nhiều quá, nó mập quá nó đi không nổi nữa, bạn thấy không? Rồi đi nha. Rồi đi đi đi. Ở đây đây đây. Ok. La 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 la. Ok, hello, xin chào mọi người nha. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Hey, hôm nay mình đi mua bình sữa cho em bé A mong ú của mình uống nữa bạn. Hey, dạo này nó ăn hơi nhiều nhưng mà cũng may là mình có đi làm cho nên là kiếm được tiền để nuôi nó. Hey, nói chung là nó ăn nhiều thôi nhưng mà nhìn nó cũng dễ thương ha. Nhìn nó có khác gì con heo của bạn, trời ơi, nó mập ú ú à. Hello em A mong ú của anh. Trời, hôm nay anh mua sữa về cho em uống nè, có vui không em? Vui đúng không? Nè, uống sữa đó nha, đây chọi bình sữa vô cho nè. Đó rồi, uống sữa ngồi đây ngoan nha, để anh làm việc nha, nhớ im lặng nha, không có quậy nghe chưa? Ok, nghe chưa? Rồi, ok thôi. Bây giờ thì mình sẽ vô trong máy tính của mình để mình quay video cho những bạn fan của mình xem tiếp nè. Để cho em bé A muốn ngồi đó đi. Ok, ngồi im nha con, không được gây ồn ào hết chưa? Rồi, ok. Này bật máy tính lên, bật máy tính lên nè. Rồi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Trời ơi, cái gì vậy trời? Cái gì mà nguy hiểm quá vậy? Trời ơi, tôi mới vừa bật máy tính lên xong cái máy tính của tôi nổ cái đùng luôn bạn ơi. Ủa mà từ trước giờ máy tính của mình có bao giờ bị nổ vậy ta? Thì hôm nay nó nổ cái đùng một cái, nguyên một cái hố to đùng ở trong nhà của mình luôn nè. Thôi may quá nó nổ tới đây thôi, không thôi là chúng em bé A mông ếch là xong rồi. Con ơi, con có sao không con? Có bị gì không? Không bị hết nè. Trời ơi, may quá. Xém nữa là làm bị thương em bé A mông ếch rồi. Ơ nhưng mà khoan từ, chuyện gì xảy ra nha? Tại sao máy tính của mình lại có thể bị phát nổ như vậy được? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ta? Từ, để qua bên nhà hỏi bà Sammy mới được. Hey. La 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 la. Trời ơi, trời, hôm nay làm được gì trái cây siêu ngon luôn. Mấy bạn đây làm việc mệt mỏi quá. Bây giờ ha, ngồi lên ghế, có trái cây rồi, bây giờ mình sẽ bật tivi lên xem. Bật tivi lên nè. Tít. Ôi, trời, cái gì vậy? Tôi mới vừa nghe hình như có tiếng nổ ở đâu đó. Hình như là phát ra từ nhà của Sammy. Sammy ơi, Sammy ơi, có chuyện gì vậy? Ôi, trời, cái gì? Ôi, Sammy bên kia kìa. Sammy ơi, bà bị sao vậy Sammy? Bà tỉnh dậy đi. Cái gì vậy? Ông mày đen á. Ủa gì vậy? Trời ơi, tôi nằm đây tôi xỉu một miếng rồi, làm gì tôi sắp chết vậy? Ủa bà không sao hả? Trời ơi, trời mừng quá, bà không sao rồi, được rồi. Tôi cứ tưởng là bà bị gì không á. Ủa mà khoan từ, sao cái nhà của bà bị nổ cái bùng cái nổ nguyên cái lỗ to đùng vậy hả? Tôi đâu có biết đâu, tự nhiên tôi ăn trái cây, tôi bật cái tivi đi, tôi xem tí nổ cái chành vậy luôn á. Tự bánh xác vậy, không biết bà luôn á. Bật tivi lên xong cái tivi của bà nó bị nổ á hả? Ủa cái gì kỳ vậy ta? Rõ ràng hồi sáng nay mình mở cái máy tính của mình lên, máy tính của mình cũng bị phát nổ, và bây giờ Sammy bật cái tivi của Sam lên, tivi của Sam cũng bị phát nổ. Ủa vậy là chuyện gì xảy ra vậy trời? Ủa không biết nữa, lạ vậy, không thể nào trùng hợp như vậy được. Đúng rồi, làm sao có thể trùng hợp như vậy được chứ? Chắc chắn là có ai đó muốn hại mình với Sammy nè. Nhưng mà khoan hả, từ từ, hình như là ở nhà của mình có camera, nhà của Sam cũng có camera mà. Đúng rồi, lần trước tôi có quay một cái video là camera giấu kính bí ẩn á, thì tôi có lắp ở trong nhà của tôi với nhà của bà. Bây giờ về nhà để xem coi bên trong camera rốt cuộc ai đã làm ra chuyện này, được không? Ok, vậy. Đi theo tôi nhanh lên. Chắc chắn là có kẻ nào đó muốn chơi xấu mình đây mà. Rồi Sammy, đi theo tôi qua bên nhà của tôi nè. Đây, cái nhà của tôi là tôi có lắp camera hết rồi. Kỳ này tôi sẽ biết được hung thủ chính là ai. Đây, ở bên đây có cái rương. Đúng rồi, phải tìm ra hung thủ chứ, không thể nào như này được.
trước. Đúng thiệt luôn á. Đây, mình sẽ lấy cái camera ra bật lên nè. Đây, mình sẽ giới thiệu cho bạn nha. Đầu tiên nè, ở đây mình có một cái camera để quay phòng của mình nè. Tiếp theo nữa là mình cũng có một cái camera để quay nhà của Sammy nữa. Đấy, rồi ok. Vậy là coi như chúng ta sẽ thể xem được rốt cuộc hung thủ đã làm ra chuyện này chính là ai. Rồi rồi, bây giờ để bật camera xem thử coi là ai nè. Bật lên. Rồi, bây giờ tôi đã vào trong cái camera ở nhà tôi nè để xem coi rốt cuộc có cái chuyện gì xảy ra nha. Đâu, để coi coi trong phòng của tôi. Ôi, sao con cái gì? Cái con Amon Earth kìa. Ủa mà khoan. Ủa? Từ nó đang làm cái gì trong nhà của tôi ta? Ủa kìa, trời, nó vô đang ăn đồ ăn chắc rồi. Bình thường là giờ này là tôi kêu nó là phải ngủ ở trong ở trong cái nồi của nó, mà sao bây giờ đi ra ngoài làm gì ta? Ủa? Từ để dơm camera lại gần coi nó đang làm gì vậy. Ủa, chắc là kiếm đồ ăn thôi chứ có gì đâu mà không lo vậy. Nó lại gần cái dàn PC của tôi, nó đang làm gì? Nó đang đặt TNT xuống dưới kìa. Ôi trời. Thì ra là cái dàn PC của tôi bị phát nổ là do mấy quả TNT. Ủa mà tại sao nó lại làm như vậy ta? Ủa trời. Ôi nó đi không kìa. Ủa? Ôi nó chạy rồi. Ủa từ bây giờ tôi sẽ chuyển cam qua nhà Sam để coi thử coi. Rồi bây giờ đổi cam qua nhà của Sam nè. Ok để xem thử coi. Ủa lại tiếp tục tục là cái con bé Amon Earth kìa. Từ đang làm gì vậy? Nó đang nhìn xung quanh. À, nó đang quan sát coi có ai ở trong nhà hay không. Cái con này đáng ngờ thiệt đó nha. Bây giờ nó làm gì đây? Nó đang lại gần. Tôi biết ngay mà, nó lại gần cái tivi của bà Sammy kìa. Rồi nó đặt TNT xuống dưới kìa. Trời ơi. Trời ơi. Hóa ra từ trước đến giờ tôi với bà nuôi một cái con Amon Earth gọi là phá phách các bạn ơi. Trời ơi, imposter. Oh my god. Trời ơi. Thì ra mọi chuyện là như vậy sao? Hóa ra từ trước giờ tôi và Sammy hai đứa mình đã cùng nhau nuôi một cái con Amon Earth imposter mà bọn mình lại không biết các bạn ơi. Nhưng mà cái con Amon Earth này thiệt luôn á, nó dám làm hại mình với lại là Sammy, nó đặt TNT xuống TV của Sam với lại là cái máy tính của mình. Trời ơi, chắc chắn là để hại mình với Sam nè. Bây giờ phải làm sao đây Sam? Tôi nghĩ bây giờ nó là một con yêu quái chứ không phải là em bé rồi Phạm ơi. Bây đúng giờ rồi, mình phải tìm cách tiêu diệt nó, còn nếu không nó sẽ lừa những người khác nữa giống như tụi mình đó. Đúng vậy, lúc mà nó còn nhỏ thì nó không dám làm gì hết, còn bây giờ nó lớn lên rồi, nó trở thành con imposter to rồi đó thì mới đi nó phá phách như vậy. Hey, bây giờ mình phải đi kiếm nó thôi, nhanh lên nào. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm nó để gọi là hỏi nó rốt cuộc nó muốn làm cái gì. Hey, mấy bạn ơi, hồi nãy mình mới vừa hỏi bác dân làng xong thì bác dân làng bảo rằng là thấy có cái cục gì đó màu tím tím chạy ra đằng sau trường, vậy chắc chắn đúng là con Amon Earth ở đằng sau trường rồi. Đây để chạy ra xem thử coi. Ồ, đây hình như tôi thấy nó. Sam ơi, nó bên này hay sao nè? À, thấy đó, rồi nha. À, đang đứng dưới cây màu tím trốn hả? Là vậy. Nó đang đứng ở bên dưới một cái cây màu tím mấy bạn ơi. Ok, Amon Earth màu tím đứng ở bên dưới cây màu tím. Đây để lại gần nó coi thử coi. Cái con Amon Earth này nó còn quay mặt vô trong cái cây, nó không thèm nhìn bọn mình nữa kìa các bạn. Nè, cái con Amon Earth kia, rốt cuộc là ngươi tới đây để làm gì hả? Hả? Ủa? Ui, nó quay qua nhìn mình kìa Sam. Ui, nó quay qua nhìn mình kìa Sam. Sao nó quay qua tôi vậy? Ôi, sao mà tôi thấy nó hơi nguy hiểm nha. Nhưng mà khoan đã, từ. Tính ra ngày xưa nó là em bé, mình nhận nuôi nó, mà mình thấy nó cũng đâu có làm gì được ngoài cái việc đặt TNT phá phách đâu mà phải sợ nó đúng không? Nè, cái con em bé, à không, bây giờ nó lớn còn em bé gì nữa. Cái con Amon Earth imposter kìa. Bây đúng giờ rồi. Á, hãy mau mau giơ tay chịu chối đi. Một khoan nó đâu có tay đâu ta, đúng không? Giơ chân chịu chối. À đúng rồi. Ngươi hãy mau giơ chân chịu chối cho bằng ta chối chân ngươi lại. Ha, chứ bây giờ ngươi không thoát được đâu. Hóa ra ngươi chính là imposter sao? À, thấy chưa Sammy, tôi mới vừa hù nó có chút xíu thôi, giờ đứng im nó sợ kìa, nó không dám làm gì mình hết đâu. Nào, yên tâm. Sợ bị thất bại. Bây giờ sao? Có giơ tay chịu chối chưa hả? Hả? Ôi chứ. Thiệt chứ hơi sai đúng không? Sao mà tự nhiên nó biến anh to chứ? Thôi kệ đi, không sao hết, yên tâm đi Sam. Nó biến to vậy thôi nhưng mà nó đâu có làm gì được mình đâu, nó chỉ được cái to thôi mà. Nè con Amon Earth kìa, bây giờ á mong giơ tay chịu chối đi. Sam ơi, hình như nó có súng. Sam ơi, tôi thấy mới thấy nó móc cây súng ra sao á. Bây giờ vỏ về súng bắt. Nó có súng. Ôi, nó bắn lửa gì, nó bắn lửa gì gì phía bọn mình kìa bạn ơi. Ôi chạy Sam ơi, chạy. Ôi Sam ơi, coi chừng đó, chạy đi, nó đang đuổi mình kìa. Trời ơi, cái con yêu quái Amon Earth này. Trời ơi, đúng thiệt là mình vô tình mình đã nuôi ra một con quái vật mấy bạn ơi, thiệt sự luôn á. Con Amon Earth nó đuổi mình. Chạy chuỗi cái cục lửa này. Cái cục lửa này mà dính vô người một cái thôi là bị phỏng đó, chạy nhanh đi sao. Tôi đang cố nè. Ê, trời ơi, nó đuổi nhanh quá, chạy. Trời ơi, mệt quá. Cuối cùng thì mình cũng núp được nó rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, bây giờ nó đang đứng ở ngoài kia, nó đang phá làng để nó tìm bọn mình kìa các bạn.
nhưng mà xui cho nó rồi. Tôi mới vừa chạy vô nhà Kairon, tôi lấy được cái cây súng lửa nè Sammy. Bây giờ bà coi tôi tiêu diệt nó đây. No. Yeah. Con Amomus kia, nhìn ta nè. Sợ chưa? Chà. Ủa sao nó bị vậy? Chà. Ủa sao nó không bị gì vậy? Chà! Ủa nó không bị gì hết sao nó mà chọc quê cho nó kìa. Ủa cái gì vậy? Rồi phun lửa nè, phun lửa nè, phun lửa nè, phun lửa nè, rồi hết đạn luôn rồi. Nó phun ngược lại tôi rồi. Ây à, nó bắn tôi luôn. À, chạy chạy sao bên chạy, trời ơi. Cái con này nó khỏe quá, nó có thể chống lại được đạn. À, quên mất nữa, cái bộ đồ của nó đang mặc chính là bộ đồ phi hành gia mà bạn, cho nên là nó có thể kháng được lửa. Trời, bây giờ phải làm sao đây? Chạy đi sao bên. Tôi đang chạy nè. Chạy 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 vô nhà mèo béo, chạy 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 vô nhà mèo béo, nhanh 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 nhanh. Trời ơi, cuối cùng cũng thoát được nó rồi, nhưng mà bây giờ nó đang đứng ở ngoài cửa, nó chặn đường mình, nó không cho mình ra á bạn ơi. Thôi bây giờ sao đây Sam? Trời, không biết làm cách nào đây. Trời, bây giờ nó canh này làm sao mình xuống được. Để tôi suy nghĩ coi bây giờ làm cách nào để tiêu diệt được nó đây. Nó chính là Imposter. Ủa, một khoan từ. Imposter. Ui, tôi mới nghĩ được cái này là Sam. Cái con Among Us này là nó được xuất phát từ cái game Among Us đúng không? Đúng rồi. Như vậy có nghĩa là nếu như bây giờ để có thể tiêu diệt được Imposter thì chúng ta sẽ cần phải vote cái người giả mạo đó. Thì ngay lập tức nó sẽ bị bay ra khỏi vũ trụ đúng không? Ừ đúng rồi. Tôi mới nghĩ được cách này hay quá mấy bạn ơi. Được được được, bây giờ nha Sammy, bà hãy làm theo tôi nè. Làm theo tôi nha. Bây giờ á, bà có nhớ cái bộ đồ Among Us mà bọn mình có không? Đó có, rồi, vẫn còn. Bây giờ nè, bọn mình mặc cái bộ đồ vô đi. Ok rồi, chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Hey, bùm xiu. Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ thì mình với Sammy đã biến thành Among Us luôn rồi nè. Và bây giờ Sammy biết bọn mình sẽ phải làm gì đúng không? Tất nhiên là biết rồi. Chúng ta sẽ phải report nó. Được rồi, đi thôi. Rồi, nhanh lên Sammy ơi. Bây giờ chúng ta phải chạy đến cái chỗ boss. Nhanh lên, nhanh lên. Đây, đây rồi. Đây chính là cái trạm vũ trụ của Among Us đây. Và bây giờ chúng ta sẽ bấm vào nút boss. Hey. Trời mệt quá. Cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt được cái con Imposter đó rồi các bạn ơi. Cái con Imposter thiệt luôn, không hiểu sao mình với Sammy lại nuôi nó từ nhỏ đến lớn và cuối cùng mới phát hiện ra nó chính là Imposter. Hay may quá. Thôi không sao, nói chung là cũng đã tiêu diệt được nó rồi. Và video của mình đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha các bạn nha. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký hỗ cho mọi người đó nha anh em. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.